Rồi khi chúng ta chuẩn bị một cái USB cài đặt thì các bạn cái này là mình chuẩn bị trước thôi. Mình sợ là nó không nhận khi mà cài cái win vào. Thì các bạn sẽ có một cái ứng dụng. Ok. Rồi. Như vậy thì bạn có một cái là USB format. USB format thì nó sẽ đưa cái chuẩn của chúng ta về dàn chuẩn mà cái hệ điều hành MS-DOS của chúng ta nó có thể nhận diện được ha. Đây. Đó, nếu như mà bạn muốn 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 format, nếu như mà trong trường hợp mà ổ đĩa của chúng ta khi bỏ vào mà Win nó không DOS nó không nhận, tức là mình khởi động mà boot từ USB đầu tiên á mà nó không nhận, thì các bạn format lại chỗ này. Còn bây giờ mình sẽ vào cái sổ để chúng ta lấy cái win. Hôm trước mình nói là mình sẽ sử dụng một cái ứng dụng Ultra ISO. Mình sử dụng một cái ứng dụng là Ultra ISO. Đây. Ứng dụng này của chúng ta Ultra ha. ISO. Và khi mà các bạn chạy ứng dụng này thì các bạn có thể là cài đặt trên máy của mình, hoặc là các bạn đang sử dụng cái bộ mà thầy dùng là Portable, là bộ này không cần cài đặt, chép về máy là chạy luôn. Và các bạn click chuột phải chọn Run Admin, nó mới có quyền ghi ghi đĩa. Đây, chúng ta chọn Z. Sau khi mà các bạn chọn Z xong thì ở phía trên này các bạn sẽ, nó có hai dạng, một là các bạn mở cái file mà người ta đã ném thành ISO để mình ghi vô USB, hoặc là các bạn có thể mở trực tiếp từ CD và mình dùng cái phần mềm này mình nén nguyên cái CD vào USB. Hai cái khái niệm mà chép trực tiếp và nén nó khác, nén qua qua ứng dụng để mà nó lấy nguyên cái cấu trúc nó khác. Hoặc là các bạn có thể ví dụ như là mình sử dụng máy ảo đi, mình sử dụng máy ảo mà mình muốn đưa dữ liệu từ bên ngoài máy thực vào máy ảo thông qua CD ảo thì mình phải mở một số cái dữ liệu ở đây. Ví dụ thầy cần cái phần mềm, ví dụ như MDiamond thì cần phần mềm là Office, thì cần phần mềm là Winza rồi Unikey rồi Phong chẳng hạn, để mà thầy đưa vô máy ảo thì chúng ta sẽ add cái này, add cái này vào cái ở phía trên này, rồi mình chọn lưu. Khi mình lưu thì tự động nó ra cái file ISO cho mình. Đó, đó là cái cách để mà chúng ta tạo ra file ISO. Còn bây giờ thầy sẽ mở cái file Win7. Win7 mà bữa hôm trước mình đã tải về rồi á. Đây, ví dụ như là này, Win7. Cái này là nó đã nén thành file ISO sẵn rồi. Đó. Bây giờ mình mở ra. Cái này là trên đĩa cứng của thầy. Bây giờ thầy mở ra, thầy chuyển cái nội dung này nè vào USB. Nếu các bạn nói là ủa vậy thì ở bên trên này mình đã có được cái file này rồi, sao thầy không có copy, thầy paste vô bên kia? Nó không nhận các bạn. Paste thì được nhưng mà khởi động không được. Ha, cho nên là mình phải dùng qua cái phần mềm này. Và các bạn chọn vô cái boot table. Này, boot table. Và các bạn chọn Write. Write. Thì trong này nó sẽ nhận diện ổ để mà nó ghi. Thì ở đây nó sẽ nhận diện một cái USB Kingston 32 GB. Chỗ này là 32 nhé. Không có USB 30 nhé. Nhưng mà tại vì 2 GB nó sử dụng rồi. À, để quản trị USB.
cho nên ở đây nó báo là 30 GB, nhưng mà nếu các À. bạn đọc hoặc là thông số người ta ghi trên USB 32, 8, 16, 32 chứ không có 30. Và nếu ai hỏi thì các bạn cứ nói là đây là USB 32 GB thì nó sẽ hay hơn là USB 30. Giả sử các bạn làm kỹ thuật viên, các bạn bán ở cửa hàng chẳng hạn, à, cầm cái USB ra test lên cái, à cái USB của chị 30 GB nha, là không đúng. Tí nữa người ta đọc cái này là 32 GB nè. Đó. Và chúng ta sẽ chọn bình ở chỗ này, chúng ta để mặc định và chúng ta chọn drive ghi vào. Còn nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta chọn format nó đi. Tại vì trên USB của chúng ta có dữ liệu thì chúng ta format sạch ha. Còn nếu mà chúng ta ghi thì bản thân nó cũng xóa hết rồi. Nhưng mà chúng ta cẩn thận thì chúng ta sẽ format. Đây. Format thì nó đang để là FAT 32. Chú ý chỗ này. Chúng ta tí nữa chúng ta sẽ khởi động nó bằng MS DOS là cái màn hình đen thui á. Mà nếu như mà mình để NTFS là nó không nhận á. Cái quản trị NTFS DOS nó không nhận. À, FAT thì nó sẽ có FAT, FAT 16, FAT 32. Kể cả những cái thiết bị các bạn, à, ví dụ như các cái loa nghe nhạc của bạn ở nhà mà đời cũ á, mà các bạn đưa cái FAT 32 nó cũng không nhận luôn. Bạn phải format FAT 16 nó mới nhận. À, tùy theo cái thiết bị của mình mà chúng ta sẽ chọn cái định dạng phù hợp. Rồi, đã format xong. Sau khi xong thì chúng ta close và chúng ta chọn drive dữ liệu vào. Có chắc rằng là drive không? Đó, sẵn sàng chưa? À, sẵn sàng thì yes. Nó nói là cái data mà ở trong cái ổ đĩa mà 30 GB này nè. Đây, ổ đĩa này nè. Thì coi như là sẽ bị mất á. À, ok. Tại vì hồi nãy mình không format thì bây giờ nó cũng mất. Cỡ nào nó cũng mất. Cho nên là khi mà các bạn nhận thiết bị của khách hàng, các bạn nói là em đâu có format đâu. Không format nó vẫn mất. Tại vì cái công việc này nó phải yêu cầu tự động nó clear cái dữ liệu cũ để nó ghi cái dữ liệu của nó lên. Tốc độ ghi tương đối nhanh. Cái này nó sẽ phụ thuộc vào USB 2 chấm hay là 3 chấm. Và phụ thuộc vào cái main của các bạn có hỗ trợ 3 chấm không. Nếu main của các bạn mà hỗ trợ cổng USB 3 chấm thì nó sẽ ghi nhanh. Còn nếu mà hỗ trợ không hỗ trợ thì nó sẽ ghi chậm. Này là nhanh đấy. Đúng ra nó lên khoảng cỡ mười mấy mê. Nhưng mà nó ghi 7 mê cũng là nhanh rồi. Chứ sau khi mà chúng ta đã chép xong thì cái USB của mình nó đã được hoàn thiện và chúng ta sẽ mở lại cái USB ở đây. Đây, các bạn thấy nè, cái nội dung trong đĩa này và cái nội dung bên trong giống nhau. À, nhưng mà chỗ này nó bị ẩn xuống dưới là xíu nữa mới. Cái này là gì? À, cái này là tải về. Cái này là tải với cái thằng Andeman, không phải. Ok, cancel đi. Rồi xong. Như vậy thì cái này và cái mà các bạn nhìn ở trên này giống nhau nha các bạn. Nhưng các bạn chép trực tiếp qua nó không khởi động được đâu. Không chép trực tiếp được. Bắt buộc mình phải dùng qua ứng dụng nha. Nó mới chép được cái khởi động của mình. Rồi